quang dung nhang thập gờ diệu quang minh chính từ trung a tích tăng cung sàn kim phụng hoàng thân cùng thánh chúa thiên trung vương cao lăng tần gia ân từ bi mẫn chúng sinh cũng ngã kim đỉnh lễ khai quang phải chiếu thiên tôn a tích tăng cung sàn kim phụng hoàng thân cùng thánh chúa thiên trung trên đời
vũ đội. Khi xa bề ngọc mỹ lục vào, gia đình tích chủ họ đã có cầu xin được thần phục và sát tam lãnh vận
xin cầu nguyện quan đức không phải bảo hộ pháp sư các thầy nhà nhà nhân vui mừng hạ quan lớn ta dám để giáo phủ chứng tâm cho họ Vũ họ Tạ canh đàn khóa lễ ngày hôm nay viên mãn hạ. Phương phi diện báo